Trong nhóm thảo mộc thường dùng để giảm béo thì cỏ ngọt đà lạt được đánh giá cao hơn cả. Vậy cỏ ngọt đà lạt là gì, chúng có công dụng gì trong việc giảm béo của chị em phụ nữ? Cỏ ngọt đà lạt là gì? Cỏ ngọt có nguồn gốc từ vùng ở Amambay và Iquacu thuộc biên giới Brazil và Paraguay. Những năm đầu của thế kỷ 20, người dân ở Paraguay đã sử dụng cỏ ngọt thay thế cho một số loại nước giải khát khác. Đến những năm 70, cây cỏ ngọt bắt đầu được trồng ở nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á, năm 1988, Việt Nam du nhập giống cây này và trồng thử nghiệm ở một số tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Đà Lạt, Lâm Đồng, cỏ ngọt Đà Lạt được đánh giá vào loại tốt nhất trên cả nước. Cỏ ngọt Đà Lạt được trồng trong điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn nước dồi dào, do đó cây sinh trưởng và phát triển rất mạnh mẽ. Trong điều kiện thuận lợi, cỏ ngọt Đà Lạt sinh trưởng và phát triển tốt về đặc điểm thực vật học. Cỏ ngọt Đà Lạt là một giống cây có thân dễ khỏe, ít phân nhánh, cây có thể mọc cao đến 30cm do đất ở đây phì nhiêu. Tươi tốt, phần rễ của cây gieo hạt ít phát triển hơn so với rễ từ cành dâm, rễ có dạng hình chùm. Lan rộng khoảng 40cm, dễ phát triển tốt trong điều kiện đất có đủ độ tươi xốp và độ ẩm. Phần thân cành của cây cỏ ngọt Đà Lạt có dạng thân bụi, chiều cao thông thường từ 50. 60 cm, nếu tiến hành thâm canh có thể lên tới 80.120 cm, cây phân cành cấp y nhiều, cành cấp y thường xuất hiện từ những đốt lá cách mặt đất 10 cm. Khi đốn cành có thể xuất hiện ở nhiều đốt trên thân, lá của cây cỏ ngọt đà lạt mọc đối theo từng cặp. Mép lá có răng cưa, lá có dạng hình trứng ngược, chiều dài của lá từ 50, 70 mm, rộng từ 17. 20mm, hoa mọc theo hình cụm, mỗi cụm hoa chứa nhiều hoa nhỏ hình ống, có màu trắng ngà, hương thơm nhẹ như hoa cỏ láo. Mùa hoa bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, quả khi chín có 5 cạnh, dài từ 2, 2,5mm, hạt không có nội nhũ. Có màu nâu thẫm, vì sao cỏ ngọt Đà Lạt có công dụng giảm béo, đa số người béo phì thích ăn đồ ngọt. Những chất chứa nhiều đường, nghiên cứu khoa học đã chứng minh bệnh béo phì do tiêu thụ lượng đường nhiều hơn là liên quan đến việc dư thừa hàm lượng chất béo. Chính vì thế, khi sử dụng cỏ ngọt Đà Lạt sẽ giải quyết được tình trạng thèm đường của người béo phì. Cỏ ngọt Đà Lạt khi kết hợp với một số thảo dược khác mang lại nhiều hiệu quả bất ngờ. Cỏ ngọt Đà Lạt được sử dụng để làm tăng độ ngọt nhưng không làm tăng năng lượng của thực phẩm. Cỏ ngọt có tác dụng điều vị, điều hòa lượng đường trong cơ thể, bên cạnh đó còn chống béo phì và giảm béo rất tốt. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh trong cỏ ngọt có chứa chất steviol ngọt gấp 300 lần đường sacarosa chất tạo ngọt này mang lại ít năng lượng cho cơ thể không lên men không bị phân hủy ở nhiệt độ cao gió đó bạn có thể sử dụng để thay thế đường trong chế độ ăn kiêng cùng với việc giải quyết tình trạng thèm đường của người béo phì cỏ ngọt còn mang lại hương vị thơm ngon tự nhiên giúp cho bữa ăn của bạn hấp dẫn hơn đây thực sự là một tin tốt cho người bệnh béo phì thích dùng những thảo mộc từ thiên nhiên để giảm béo cỏ ngọt đà lạt có thể sử dụng bằng cách pha nước uống từ thân lá đã phơi khô cắt khúc Bên cạnh đó bạn cũng cần phải kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để đạt được kết quả như mong muốn. Một số công thức giảm cân từ cỏ ngọt Đà Lạt Công thức 1. Giảm cân với cỏ ngọt Đà Lạt Giảm béo với cỏ ngọt bằng cách đơn giản nhất là bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm cỏ ngọt sấy khô và một ấm sắc thuốc. Sử dụng phần lá và phần ngọn của cây cỏ ngọt sau khi đã phơi sấy, hàng ngày dùng 7,5 gam sắc với nước uống. Có thể cho vào tủ lạnh để sử dụng cả ngày, phương pháp này được nhiều chị em áp dụng thu lại hiệu quả cao. Cỏ ngọt Đà Lạt được đánh giá cao trong nhóm thảo mộc dùng để giảm béo, công thức 2, cỏ ngọt kết hợp với quýt. Chuẩn bị 40 gram cỏ ngọt sấy khô, hai quả quýt to, cho nguyên liệu vào nồi cùng với 1, 5 l nước, đun đến khi cạn còn 1 l thì dùng để uống thay nước lọc. Công thức 3, cỏ ngọt và lá sen, lấy 500 gram cỏ ngọt tươi cùng hai lá sen, rửa sạch nguyên liệu, chờ cho ráo nước. Sắc cùng 2 lít nước, sắc với lửa nhỏ đến khi cạn một nửa, lọc bỏ phần bã, lấy nước để uống. Có thể sử dụng lá sen khô để thay thế lá sen tươi, trên đây là 3 công thức giảm béo từ cỏ ngọt Đà Lạt. Bạn có thể áp dụng ngay hôm nay để đạt được hiệu quả như mong muốn, ngoài ra, để phát huy tối đa hiệu quả từ cỏ ngọt Đà Lạt mang lại. Bạn có thể kết hợp cùng một số thảo dược khác như cà gai leo, rào cổ lam, diệp hạ châu. Trường hợp chưa biết mua cỏ ngọt chất lượng ở đâu, bạn có thể liên hệ công ty cổ phần sản xuất và thương mại EcoHealth Việt Nam để được tư vấn nhé. Chúc bạn giảm cân thành công với sản phẩm này.